Rồi các bạn ơi, cá mình chiên được chín một một bên rồi nè. Đó, chín được một bên là giờ mình chảo qua nha các bạn, mình chiên lại lần hai cái mặt bên kia nha. Quá ngon, còn nín luôn các bạn ơi. Đó, nó vàng được một mặt rồi các bạn thấy không? Này các bạn ơi, cá mình đã chiên rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là giòn ngon luôn nè các bạn. Đó, cái này là chấm vô nước mắm á các bạn, mình ăn. Ồ, nó ngon lắm á các bạn. Cái vị nước mắm mình làm cho nó ngọt ngọt ha. Chút xíu chua. Cá chiên vàng, quá vàng luôn các bạn ơi. Gọt bọp bọp. Giòn lắm á các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đã làm cái món cá chằn dinh chiên tươi nè các bạn. Đó, mình đã chuẩn bị đây nè, rau sống, nước mắm này kia có đầy đủ hết rồi nè các bạn. Còn đây là cá chằn dinh nè. Cá chằn dinh sáng nay mình đi chợ á, mình gặp được cá bự mà còn tươi á các bạn, còn sống luôn á. Giờ mình đi làm cá nha, mình cắt kỳ và cạo giải cho nó sạch rồi mình sẽ đi chiên nha các bạn. Mình cạo giải trước đi, lát nữa mình lấy kéo á, mình cắt mấy cái này nè cho nó dễ. Bằng xong rồi mình rửa nước muối đàng hoàng. Rồi các bạn ơi, cá mình đã làm sạch hết rồi nè các bạn. Mình mổ bụng nè ha. Rồi cạo giải nè, cắt kỳ đâu đó sạch sẽ hết rồi đó các bạn ơi. Giờ bước tiếp theo mình sẽ đi chiên cá thôi nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình bắt cái chảo lên nè các bạn. Chờ cho nó nóng đó, mình cho dầu ăn vào chiên nha. Các bạn để cái chảo cho nó thật là nóng nha các bạn, để mình chiên đó, nó không có bị dính chảo nha các bạn. Rồi chảo đã nóng rất thật là nhiều rồi, giờ mình cho dầu ăn vào nha.
mình chiên cá mình đừng có hà tiện dầu nha các bạn. Các bạn chiên mà ít dầu quá cá nó không có giòn ngon nha. Dầu nó đã nóng luôn rồi, giờ mình cho cá vào chiên nha. Chiên vậy đó nó mới giòn ngon đó các bạn. Rồi các bạn ơi, cá mình chiên được chín một bên rồi nè. Đó, chín được một bên rồi, giờ mình chảo qua nha các bạn, mình chiên lại lần hai cái mặt bên kia nha. Ồ, quá ngon. Còn nấm luôn các bạn ơi. Đó, nó vàng được một mặt rồi các bạn thấy không, ngon rồi, hấp dẫn ha. Chiên cho nó thiệt vàng luôn á nó mới giòn nha các bạn. Rồi nè các bạn ơi, cá mình đã chiên rồi nè các bạn, quá giòn ngon luôn các bạn ơi. Miếng cá nè vàng thật giòn luôn nè các bạn. Mình gấp ra nha. Chiên vàng như vậy nè ăn mới ngon nè. Trước khi mình gấp ra mình dặn lửa lớn chút xíu cho nó sôi mạnh dầu lên, nó tống dầu ở trong cá rồi nè các bạn ơi. Cá mình đã chiên rồi nè các bạn, nói các bạn thấy không, nó rất là giòn ngon luôn nè các bạn. Cái này là chấm như nước mắm á các bạn, mình ăn nó ngon lắm đó các bạn. Cái vị nước mắm mình làm cho nó ngọt ngọt ha, chút xíu chua. Cá chiên vàng, quá vàng luôn các bạn ơi. Bọp bọp bọp, giòn lắm đó các bạn. Các bạn thấy ngon không? Rồi vậy là video của mình làm món cá chàng Vinh chiên giòn đến đây đã kết thúc rồi nha các bạn. Thì cũng sang năm mới thì kênh Long Lùng Vlog cũng kính chúc quý vị, các anh chị em và các bạn đã theo dõi kênh Long Lùng trong thời gian qua, chúc có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và mong lúc nào cũng thành đạt, tiền vô như nước nha các bạn. Các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký và nhớ chia sẻ cho nhiều bạn cùng xem nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt. Mình hẹn các bạn lại những video sau nha.